Xin chào Việt Nam. Hành trình một vòng Việt Nam với ZX của BMW không chỉ mang đến những trải nghiệm về các dòng xe của BMW X mà còn mang đến những trải nghiệm về cung đường, văn hóa, phong cảnh thiên nhiên và mỗi vùng miền của Việt Nam mình. Tại sao anh lại chọn BMW X6 và X7 để khởi động cho chuyến hành trình đi vòng quanh Việt Nam và khởi đầu với cung Tây Bắc này? Ở cái giải Series X của BMW ấy, thì hai chiếc xe là X6 và X7 là hai chiếc xe mạnh nhất. Ở Việt Nam mình thì những cái cung đường Đông Bắc, Tây Bắc là những cung đường mà luôn có cái sự hiểm trở này, đèo núi này, dốc quanh co này. Anh muốn lựa chọn chiếc xe như là BMW X6, X7 để thể hiện hết được khả năng và sức mạnh của nó ở trong cái địa hình như này.